VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, vấn đề Việt Nam quan tâm tới tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos của liên doanh Nga Ấn từ lâu đã được truyền thông nói đến. Đầu tháng 6 này khi bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sắp sang thăm Việt Nam, câu chuyện lại được bàn tán một lần nữa. Tuy nhiên trong chuyến thăm đó, các quan chức của cả hai bên đều rất kín tiếng về việc này. Phải đến hôm 17 tháng 6, khi đi thị sát buổi cất cánh thứ hai của loại máy bay thử nghiệm HTT40 do tập đoàn hàng không HAL của Ấn Độ chế tạo, ông Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ mới dò dỉ đôi chút thông tin về việc Ấn Độ bán tên lửa Pramod cho Việt Nam. Theo thông tin từ báo The Indian Express, ông Manohar parrikar Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã nói rằng chính phủ Ấn Độ từ 4 năm tháng trước đã quyết định sẽ xuất khẩu 10% số tên lửa Pramod do nước này sản xuất nếu có đơn đặt hàng đến từ các quốc gia mà chính phủ Ấn Độ có thể bán. Ông cũng cho biết chính sách xuất khẩu đã tồn tại từ trước đó nhưng trước đây công suất sản xuất tên lửa của Ấn Độ chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trang bị của lực lượng vũ trang trong nước, còn hiện nay vấn đề năng lực sản xuất đã được cải thiện. Ông Parika nói, trong nguyên tắc quyết định đã cho phép xuất khẩu tên lửa Pramod sang một số quốc gia có mối quan hệ thân thiết với chúng ta. Nếu việc xuất khẩu diễn ra, chúng ta sẽ tăng cường năng lực sản xuất thêm 10% để lực lượng vũ trang trong nước không bị thiếu hụt vũ khí. Tờ báo này cũng đặc biệt cho biết về khả năng xuất khẩu tên lửa Pramod cho Việt Nam Ông Parika đã cho biết trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã bày tỏ quan tâm và một nhóm đã được thành lập để thảo luận về đề nghị của phía Việt Nam. Trong khi đó, theo thông tin của hãng thông tấn Itatak của Nga được báo Thanh niên dẫn lại, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ còn nói rằng, chúng tôi đã có các cuộc đàm phán với Việt Nam và với khả năng cao nhất thì hợp đồng cung cấp vũ khí sẽ đạt được trước cuối năm nay. Trước đó, vào ngày mùng 4 tháng 6, khi bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Thời báo Ấn Độ là tờ báo rất uy tín của nước này cũng đưa tin cho biết New Delhi hiện giờ đã thảo luận về khả năng bán tên lửa Siom Pramod cho Việt Nam. Tờ báo này cũng nói rằng Việt Nam đã quan tâm đến việc mua loại tên lửa tấn công chính xác với tốc độ bay gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh này trong nhiều năm nay. Tuy nhiên để xuất khẩu loại vũ khí này sang nước thứ ba thì phải đạt được sự đồng ý của cả Nga là nước liên doanh. Như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã khẳng định vấn đề mua bán tên lửa Brahmos đã được thảo luận với Việt Nam. Tuy nhiên hợp đồng sẽ được ký kết nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào khả năng kinh tế của Việt Nam. Một điều nữa cũng được giới quan sát quân sự quan tâm là nếu Việt Nam mua tên lửa Brahmos thật thì sẽ mua loại nào? Loại phóng từ mặt đất hay loại phóng từ tàu chiến? Được biết phiên bản phóng từ mặt đất có giá cao hơn nhiều so với tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Baston P mà Việt Nam đã mua từ Nga. Trong khi đó so sánh với tên lửa Yakon của Baston P thì tên lửa Pramod chỉ hơn ở điểm là có tốc độ cao hơn. Pramod có tốc độ gấp từ 2,8 đến 3 lần tốc độ âm thanh, còn tên lửa Yakon thì có tốc độ gấp 2,6 lần tốc độ âm thanh. Ngoài phiên bản phóng từ bờ, có tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này cũng đang chào mời Việt Nam mua một tàu khu trục loại nhỏ đã trang bị sẵn tên lửa Pramod thay cho phương án mua tên lửa rời. Các bạn thân mến, Vấn đề Việt Nam có mua tên lửa Pramod hay không và khi nào mua thì còn phụ thuộc vào các tính toán về chiến lược chiến thuật của Bộ Quốc phòng và căn bản là còn phụ thuộc vào việc có ngân sách hay không. Tuy nhiên các tuyên bố về hợp tác quốc phòng với Việt Nam của Ấn Độ cũng như thông tin dò dỉ về thương vụ Pramod này không phải là hành động ngẫu nhiên mà rất có thể nhằm gửi thông điệp đến Bắc Kinh. New Delhi muốn gửi thông điệp gì đến Bắc Kinh qua sự việc này? Chúng tôi xin phép trình bày riêng trong bản tin số 56. Bản tin số 55 của VN Youtuber hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.